Xin kính chào tất cả anh chị em bà con cô bác. Thì như lời đã hứa của Tình thì Tình sẽ làm một cái video nói về ngôi nhà thứ hai của cụ Đường. Thì trước giờ Tình chưa tiết lộ thì hôm nay Tình xin tiết lộ với tất cả anh chị em bà con cô bác. Thì ngôi nhà thứ hai của cụ Đường đó là ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Phước Hoa, xã Tân Lợi, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay là ngày cúng dường của cụ Đường nên mọi người đến rất là sớm và rất là đông. Thì không để mọi người cũng như anh chị em bà con cô bác phải để chờ lâu, thì bây giờ Tình sẽ vào trong xem những cái di ảnh của cụ Đường mới ở một ngôi nhà mới của cụ Đường như thế nào nha mọi người. Thì hôm nay rất là đông, có thể rất là ồn, thì mọi người có gì sai sót thì hãy bỏ qua cho Tình nha mọi người. Đây rất là đông, hôm nay là ngày cúng dường của cụ Đường nên mọi người đến rất là đông nè mọi người. Hôm nay đi với Tình cũng có em, một người em, đó là Phi. Dạ, em Phi, chào anh, dạ, chào tất cả khán giả. Đây. Rất là đông luôn nha mọi người. Lên nhánh điện thì mình chỗ đây là chỗ thờ tổ của các vị tổ đã thành lập ra ngôi chùa ở tại xã Tăng Linh Hạnh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Dạ thầy, thì cho con biết á, cũng như là các anh chị mà con cô bác đang trong nước và ngoài nước á, cho biết là chùa mình đã hình thành được bao lâu rồi hả thầy ha? Chùa mình đã thành lập tính đến năm nay nó là đã 200 năm. 200 năm? Dạ. Ngoài chùa mình ra là mình có các tăng hay là có ni không hả thầy ha? Ngoài chùa mình ra thì tổng cộng tăng ni ở chùa dạ là khoảng 30 vị. 30 vị? Dạ. Dạ. Dạ thầy giới thiệu cho mọi người cùng biết các sư đã thành lập chùa ha. Cái sư tổ đã thành lập. Đây là năm vị sư tổ đã thành lập. Và đời này là đời sư phụ của thầy. Dạ.
Đời thứ năm là đời sư phụ của thầy hả thầy? Đời thứ sáu. Dạ đời thứ sáu. Đây là năm đời rồi. Dạ. Thứ sáu là đời của sư phụ của thầy. Dạ. Còn đây là tổ, đây là sư tổ, có nghĩa là đây là sư phụ của thầy. Dạ. Đây là các huynh đệ đã mắc chung phong phong của sư phụ của thầy. Dạ. Còn bên đây là ni trưởng, là ni trưởng này là đã xuất gia theo sư phụ của thầy là tại tổ đình Vũ Tháp ở huyện Bình Đại. Còn đây là những ni đã xuất gia tu học ở đây và đã viên tịch. Dạ thầy ơi, thì hôm nay con thấy có rất là nhiều người đến đây, thì thầy có thể tiết lộ lý do tại sao hôm nay là có rất nhiều hôm nay á quý Phật tử và mọi chúng sanh hay là trời người dân ở đây. Dạ. Là cái ngày hôm nay là cái ngày Du Lan báo hiếu. Dạ. Là cùng chung thắp của sư huynh của thầy. Dạ. Là Thích Cảnh Hưng. Dạ. Nên làm một cái đại lễ và cúng dường cho mời thỉnh các quý thầy ở các tỉnh, các nơi, các chùa. Dạ. Về đây để cúng dường. Dạ. Để nhằm mục đích cầu siêu cho các vong linh ở đây, cụ quyền pháp tổ ở đây và những người đã mất lâu đi còn rất là nhiều. Dạ thầy ơi, thì trong cái clip kỳ trước con ra con đón thầy á, thì có rất là nhiều anh chị em bà con cô bác á, là hỏi chùa mình nằm ở đâu. Thì bây giờ thầy tiết lại cái địa chỉ chùa mình để anh bà con cô bác có thể là ở miền Tây nè, có thể đến viếng chùa rồi thắp nhang cho cái cụ đường. Dạ, thì chùa của thầy là chùa Phước Hòa, hiện tại ấp dòng chùa con gọi là ấp 6. Dạ. Hoặc là ấp 7. Dạ. Tại vì nó liền với nhau. Dạ. Là xã Tân Tây Thạnh, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Dạ thầy ơi, thì có rất là nhiều anh chị em bà con cô bác cũng đang rất là muốn biết di ảnh của cụ Đường khi về đây là sẽ như thế nào. Thì bây giờ thầy dắt cho tụi con xuống ha. Để thầy dắt xuống với cụ quyền. Dạ. Với bà cụ với cụ quyền bà Nguyễn Thị Dương. Dạ. Và cùng những cô chú Phật tử đã cũng là quy y Tam Bảo ở đây rồi cùng ngày hôm nay là ngày Du Lan báo hiếu rồi sẵn cầu siêu cụ quyền pháp tổ rồi cầu siêu cho các vong linh Phật tử ở đây được siêu sanh tịnh độ là nhằm ngày 29 tháng 7. Thì mỗi năm thì các chùa đều tổ chức vào ngày 14, 15 tháng 7, nhưng mà những ngày đó thì tỉnh các thầy thì không có, tại vì quý thầy đều đi Phật sự rất là nhiều nơi những ngày đó, nhưng nên cuối tháng 7 chùa Phước Hòa mới tổ chức cái lễ Du Lan để cầu siêu của quý thầy và các vong linh ở đây. Dạ thầy ơi, thì thầy tiết lộ cho con cũng như là các cô bác anh chú chị bác bên nước ngoài á, thì tiết lộ là di ảnh của cụ Đường á xuống đây, khi xuống về chùa Phước Hòa mình á thì thay đổi y phục như thế này, thì thầy có thể tiết lộ là lý do tại sao mình lại thay đổi y phục như thế này không hả thầy ha? Y phục trong ảnh á là y phục trong ảnh á là tại vì sư phụ u của thầy đem cụ bà, tỉnh cụ bà, vong linh của bà về đây là quy y Tam Bảo cho cụ bà, được có pháp danh á là Diệu Phước. Dạ. Nên và một Phật tử đã quy y Tam Bảo của chùa là một mặc áo tràng, các Phật tử đều mặc áo tràng hết. Nhờ những chùa khác thì thầy thấy không có, đều để những mặc đồ đời và bình thường. Còn chùa của thầy thì các Phật tử nào mà đã mắc rồi thầy vẫn gửi, thầy vẫn cho mặc áo tràng để quy y Tam Bảo hết toàn bộ để họ được về siêu sanh tịnh độ về Tây Phương Cực Lạc. Dạ thầy ơi, thì thầy cho con biết đó là nguyên nhân nào và cái động lực gì để cho thầy lên tới trên đó cũng như là chủ trì để lên tới tận Long An, để lên chùa Phổ An để xin cái bức di ảnh này về để tính tận chùa của mình. Thầy có thể tiết lộ cái tại vì cái tiết lộ về cái cụ bà này thì ở trên YouTube á, các chùa á, ở đây á, quý thầy ở đây á, yeah, nhìn cụ bà bị đứa con gái đánh đập rất là dã man. Thì quý thầy ở đây rất là đau lòng, thương xót. Rồi nên sư phụ thầy đã phát tâm
cùng anh tài xế ở đây đã phát tâm để cho hai thầy lên để thỉnh dòng linh của bà cụ về quy y tam bảo cho bà cụ ở đây tu học cùng cái dòng linh ở đây. Thì mong cụ bà cũng được siêu sanh tịnh độ và đừng có mà suy nghĩ về nhiều về những đứa con bất hiếu của mình. Và về đây có quý thầy, có quý cô cùng cụ đoàn thất tổ để tu học, để mình tiến lên con đường giác ngộ. Dạ, thì đây có thể được gọi là ngôi nhà thứ hai của cụ đường. Dạ, dạ. Thì trong ngày hôm con đón thầy thì mang cái gì ảnh về thì có hàng ngàn bình luận, hàng ngàn lượt chia sẻ là cảm ơn sư thầy, cũng cảm ơn rất là nhiều hai sư thầy ở chùa để đã mang cái di ảnh của cụ về. Thì thầy có lời gì muốn nói gửi đến những anh chị con chú bác mà đang muốn đến đây thắp nhang hay viếng chùa, thì thầy cũng muốn gửi lời gì không thầy ha? Thầy xin gửi lời là niệm và tri ân đến các quý Phật tử Mạnh Thường Quân, các bạn cùng trên YouTube, trên cộng đồng mạng đã quan tâm đến quý thầy và cụ bà. Thì nói chung là cái sự quan tâm ở trên mạng như vậy á, làm cho quý thầy ở đây rất là cảm động. Nhưng mà thì cũng có chút thì quý thầy, nói chung là quý thầy cũng có cái lòng từ bi để đem cụ bà về đây cúng và cho cụ bà tu học. Thì sắp tới đây là chỉ còn có vài phút hoặc là nửa tiếng gì nữa thôi là quý thầy sẽ đưa các vong linh đã thỉnh ở nhiều nơi về ngọn núi Phụng Hoàng tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để gửi vào đó tu học. Thì nói chuyện tâm linh đó, thì nhiều người ở trên mạng người ta sẽ không tin về những cái bình luận nói về quý thầy này nọ. Thì nhưng mà quý thầy thì luôn có lòng từ bi để bỏ qua hết, làm sao cho các vong linh được siêu sanh tịnh độ. Dạ. Thì con xin chúc thầy cũng như là các quý thầy ở đây thật là nhiều sức khỏe và để phát huy những cái nét đẹp truyền thống dân tộc của mình ha các thầy ha. Dạ. Thì dạ, con xin kết thúc clip ở đây. Thì mong rằng các anh chị và con cô bác có thể đến viếng và thắp nhang chùa, cũng như là đến viếng và thắp nhang cho các chủ trì những đời trước, cũng như là cho cụ đường. Thì tình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả. Dạ con chào thầy, con chúc thầy thật là nhiều sức khỏe nha thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào các bạn trên cộng đồng mạng. Dạ con chào thầy, con cảm ơn thầy rất nhiều.